No chiều rồi lại đói mơi, Dương trần sắp rướng Bệnh trời từ đây Khuyên trần sớm liệu bắt khoai Cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua Nhắn cùng bổn đạo gần xa Tu hành trì chí mới là liễu mai Là thương hại bấy lê dân đức ruột Thảm vợ con đói rách đùm đeo Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo Thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Nhìn cuộc thế đổi thai quá gắt, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai. Nẻo thạnh si như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mai một lát. Ai phú quý vào đài ra cát, ta đi khùng, thương hết thế trần. Thì bà con đồng đạo thấy bây giờ là cũng cặn Tết lắm rồi. Nhưng mà thắt nghiệp thì cũng nhiều, nhưng mà bệnh này bệnh dịch nó nổi lên nhóc chân quý vị. Như là bây giờ là nó có bệnh ít nữa đó là nó không phải covid 19 mà nó ít ít vậy đó thì à, các nhà khoa học đã cảnh báo như vậy thì băng cực ngàn năm băng cực vĩnh cửu hồi xưa giờ nó bây giờ nó tan ra những cái con virus đó ta gọi là những cái con virus đó là bây giờ nó xuất hiện ra là những con virus đó là nó dữ dội lắm quý vị ở trong cái băng vĩnh cửu đó thì à, trong bổn đạo từ nay kim chỉ đối với nghèo sắp đến bây giờ vì yêu đời nên lão kể sơ cho bá tánh rõ lời châu ngọc thì à, lớp đau chết kể thôi vô số nhưng mà còn thêm bệnh nữa thêm tà ma yêu quá chặt đường bây giờ là cảnh hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sớm làng thưa thất quạnh hiu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại cấp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thương quân thì đức thầy nói là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn quý vị tỏ để cho ba bà, bà con để bá tánh đều nghe để làm gì biết không để cho bà con để lo tu hành trưởng phước cho cao để mà chúng ta né được cái cảnh khổ kỳ tới này đức phật vì thương chúng sanh thấy cảnh khổ nó kề cho nên phải nói cho tất cả mọi người nghe biết để lo tu hành niệm phật nhất là phải bố thí Chứ bây giờ là chết rồi bỏ của bây giờ Chi bằng làm phải chuyện thơ ghi lời Để sau đến việc biết đời Bây giờ chưa thấy nó thời không tin ha? Hay là giữ bo đến lúc phong ba Gặp cơn bát loạn khó mà yên thân Nếu mà mình giữ bo bo đến lúc phong ba thì thôi rồi gì? Bác gì Bát loạn tới thì khó mà yên thân Thì ông ba nói là giàu thì nói ba Nói sáu trăng nghèo thì đói ba trăng giàu thì đói mà nhiều hơn người nghèo bởi vì hồi xưa giờ có ai ăn cướp mà ăn cướp nhà nghèo đâu quý vị bởi vậy là bây giờ là mình hãy ráng bố thí để là, là lập cái đức cái phước cho mình thì không thấy mà sao chẳng mắc chứ bà con quý vị thấy đó, như là bên vũ hán bên kia như lúc uh, covid 19 chín chết là ở trên lầu lấy giải tiền nhóc chân nhưng mà cái lúc đó rồi bỏ của bây dơ thì chết rồi đâu xài được bỏ lại cho người khác bây giờ mình làm phước thì phước nó nhiều hơn bởi vậy là còn cái một trận kỳ này là quý vị thấy đó lớp đau chết kể thôi vô số thêm tà mai quá chặt đường thì đau chết thì vô số có nghĩa là nó không có tính điểm được quý vị đó là lời đức thầy đã nói như vậy thêm tà mai quá chặt đường hết trơn là nó tầm lum hết trơn quý vị ảnh hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác là có nghĩa là những người hung ác đều mới chết còn những người tu hiền những người chứng phước cho cao thì không chết đó là đức thầy khẳng định rõ ràng như vậy thì tôi với bà con ráng niệm phật ăn chay làm lành nhất là nếu có được mới nào hay bố thiếu muốn mới nấy quý vị chứ bây giờ là dữ dội luôn bệnh bệnh các bạn không có thể nào mà nói nổi từ đây tới sau từ dài hay ốm hay đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm là đây sắp tới là dữ lắm nhưng mà mình phải ráng tu đem được Phật vào trong tâm là có nghĩa là thường niệm Phật hoài trong lòng mình không ngớt không không ngưng cái gì đó là đem được Phật vào trong tâm đó thì đức thầy nói đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể sắp từ nay lao khổ đến cùng kẻ dương gian khó nổi thung dung người bảo ác không toàn tánh mạng hay là lớp đau chết, cởi thôi, vô số, thêm tạo hoa, yêu quái, chặt đường, Chốn không cần nhiều nói thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Hay là bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài, đức thích ca, xưa ở lầu đài, nghiệm tử khổ nên ngày tầm đạo. Thì à, đức thầy than dữ lắm quý vị, lớp này bệnh này đức thầy than dữ lắm ông nói đo lo chiều rồi lại đói mơi dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây hay là bệnh ôm dịch thường hay ói mửa mà dương trần chẳng chịu kiên dè qua năm dê đến lúc mùa hè trong ba tánh biết ai hữu trí thì nói năm dê mà không biết năm dê nào thì đức thầy nói như vậy thì mình nói như vậy thôi chứ mình khẳng định là không được cái gì nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng sau quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình tin cùng không thì cũng mặc tình chớ ta lắm công trình dạy dỗ bởi vậy là nói ra sao cho hết cái đợt đợt bệnh này Đức thầy tiên tri nói là sau này là bệnh lắm. Nhưng mà sau này Đức thầy về là chết là dữ lắm quý vị. Thầy mới về là thầy về là để cứu bệnh. Đức thầy nói với ông Út á là ông Út là em của Đức ông là có nghĩa là chú Đức thầy. Thì ông Út cũng hỏi là nghe nói sau này thầy đi mà thầy về ông thầy nói Đức thầy nói tôi đi một thời gian lâu lắm. Tính đồ không biết tôi ở đâu mà kiếm nhưng mà sau này tôi về đó ông Úc là là đau chết dữ dằn tôi về xách nước mình tôi lấy nước tôi tạc chúng người nào hết người nấy nhưng mà không siết luôn đó ông út là tôi chúng con ở xa thầy phát sao tới mà chúng vì chúng con đã có tu rồi nhưng mà ở xa làm sao phát cho tới thì đức thầy nói là dù ở trong ở đâu bất cứ ở đâu nếu mà người nào có tu là nước tôi phát đều dân tới nếu mà người không tu đứng trước mặt tôi tác không chúng thì thưa quý vị đó là lời đức thầy đã nói như vậy khẳng định như vậy thì ông út mới hỏi luôn là như vậy là thầy đi vậy là về luôn hả thầy thì đức thầy mới nói là tôi phải vắng mặt trong bảy bữa để cho ông năm trèo trả quả nếu mà tôi ở lại thì thấy động lòng thì tôi thu phục nó sớm thì lỗi với thiên đình cho nên là tôi phải là vắng mặt trong bảy bữa cho ông năm chèo à, nuốt ăn nuốt người hung đó ông út thì à, ông út cũng nói là vậy là là ai thu ông năm chèo này thì đức thầy nói là sau này 18 nước là đặt bàn cầu là đức thầy mới về thầy mới về để mà thu ông năm chèo là thầy về luôn lập đảm bản phong thần đó quý vị thì à, chúng ta thấy rõ ràng nếu mà là chúng Tính đồ ngoan đạo thì phải dám ăn chay, niệm Phật làm lành giữ giới, nhất là có hiếu cho ông bà cha mẹ. <laughs> Bởi vì Đức Thầy nói là cõi Trung ương lưng chuyển phương Nam mở hội thánh, chọn người trung hiếu. Là cái hội Long qua kỳ này <laughs> người trung người hiếu sẽ vào được. Còn nếu mà không có trung hiếu thì khó vào được quý vị. Với bà con quý vị thấy đó, thôi bây giờ là nói thêm cái phần này là vấn đề mà thất nghiệp thì những người bình dương về kể quý vị bây giờ màng là có như một tuần màng được có ba bốn ngày bốn năm ngày là hết lóc không có tăng cao quý vị thì à, tết này cũng về sớm cho nên là tiền bạc xài cứ như nó hẻo dữ lắm cũng như đức thầy đã nói rồi thấy trần thế ai ai cũng ước đời sao không tới phước cho rồi nay khổ lao khó đứng không ngồi lúc đối cơm buồn lòng ngơ ngẩn hay là tỏ lời nhắn nhủ khóc đau đâu dạng giặc từ nay xu luống thảm sầu áo não thương đời đa đói khổ u buồn trăm họ dễ dài câu hay là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ lo nổi đối đau giống lạc hồng thì à, sau này theo à, những cái vị mà tiên tri á, là sau này sẽ có một trận đối là dữ dội lắm quý vị là ông như ông cậu hai thanh sĩ ông nói đó ăn luôn củ chuối củ thơm cành cây ngọn cỏ không còn lá đeo là ăn củ chuối gì cũng ăn hết nhưng mà cành cây ngọn cỏ không còn lá đeo trên cây luôn thì à, có nhiều điều như là đức thầy ông nói là gạo lúa kém là đồ sản thổ hàng quá cao ấy bổ của ngoại ban giàu kẻ nghèo hèn thêm nổi đói đau rất mong mỏi an cư lạc nghiệp nhắn cùng bổn đạo đơ khắp đâu đâu dặn vặt từ nay luôn thảm sầu áo não thương đời đa đối khổ u buồn trăm họ dễ dài câu thì à, quý vị thấy đó là bây giờ là những cái người mà làm ở trên thế giới này lãnh đạo á là ta là, là, là kêu gọi là mọi người là phải sợ đói đó quý vị Tôi sợ là sẽ có một trận đói nếu mà chiến tranh giặc giả nó quấn hoài như vậy làm ăn không được thì à, nó nguy hiểm lắm thì quý vị thấy đó mở mắt ra thì chúng ta phải ăn là khi mà trước khi ngủ là chúng ta cũng phải ăn mà lương thực mà nó hết rồi không có nữa rồi sao ăn sống thì nó khổ đói tới bởi vì bà con cô bác ráng niệm phật ráng làm lành để mà sau này có các vị chư thần người ta gia hộ để mà chúng ta bước lên cái cõi thượng quân bởi vì ông ba ông nói rồi là đối thời ăn bắp ăn khoai là nói ở đây là nói với những người tu nghe quý vị đối thời ăn bắp ăn khoai hết khoai hết bắp là một mai ăn đá thì uh, ông ba ông nói rõ ràng như vậy có nghĩa là ăn bắp ăn khoai mình ăn đỡ bây giờ hay là ông tứ thánh nói đừng chơi phai bắp cầm cân dặn đền vẽ trái không phân chánh tà thì uh, cũng như là ăn khoai ăn bắp xong rồi ăn đá có nghĩa là hồi xưa là ông điện đài ông đi với đức thầy ở núi tà lơn á mà lấy đá nướng ăn đó quý vị thì cũng chắc cũng có nghe rồi thì nếu mà những người tu á là đức thầy nói luôn là những người tu sau này nó là lẽ lấy đá này nướng ăn nói với ông điện đài thì nhưng mà những người không tu á không có đức á thì đá nấu đá ra đá chứ không thành phai để ăn được thì mình phải ráng tu là mình sẽ không có bắt phần của mình nếu mà có đức có phước còn nếu mà không có phước không có đức thì thôi rồi như ông thanh sĩ ông nói như thế này nè quý vị là đầu trôi sống dập nổi làng khang máu giặt máu người làm đỏ nước chúng sanh khó tránh đại tai nạn là sau này là cái trận giặc thứ ba này nó nổi lên là biển đông sống dậy cuộc đời lao đao lò rèn thiếu thép rèn dao thiếu nồi đúc đỉnh hấp thao bán nồi chợ đen vốn một lời mười gạo châu củi quế lời người than gian giải bô xá sánh ngàn vàng kẻ đói người lại lan tràn chợ quê thì ông tứ thánh cũng có tiên tri là sau này sẽ có một trận đói dữ dằn thì à, bây giờ là quý vị thấy đó Là các vị đời trước đó, thường tuyên tri đó, là Năm Thành Là nhiều Nhưng mà qua năm nó lại là Năm Thành Mà nó đúng vô cái chỗ Giáp Thành nữa chứ Thì ông Tứ Thánh ông nói Giáp Thời thấy rõ Binh Đao đó ác niên, chiến quạ, xâm vào tràn lan Thì à, như là Năm Thành bước tới Hỡi dân ơi, thế giới chiến tranh ruột rã rời nguy đa sự chào xuân mới dân chúng hoàn cầu khó thảnh thơi thì à, năm rồng là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay phơi hay là mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị sáo sào canh khuya quà gà gái máu đào mới ngưng hay là đời này đời cùng tu gấp đời cùng còn chẳng mấy năm khắp trong các nước thay nằm bằng non cha thì chẳng thấy mặt con vợ thì chồng chẳng được còn tại gia bởi vậy là năm thành bước tới hỡi gian ơi thì à, bây giờ là con rồng mới nữa gút nanh á, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng hay là long dĩ xà đầu khởi chiến trinh khăn qua xứ xứ khởi đao binh mã đề dương cước anh hùng tặng thăng dậu miên lai kiến thái bình là năm thành bước tới thiệt là rồng nanh gút dễ dùng nổi long đông chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ lo nổi lối đau giống lạc hồng là hay là canh thành bước tới hỡi dân ơi thế giới chiến tranh ruột rã rời không nguy đa sự chào xuân mới dân cúng chúng hoàn cầu khó thảnh thơi là cha nọ bồng con vợ khóc quà hiện giờ là ở bên ở bên phi ở bên uh, trung đông uh, như Urena đã có uh, diễn ra ở quý vị ở bản là chiến tranh mà những người dân vô tội nó đó, bị đói dữ dằn đó mà nó cái nó đói rồi, rồi là còn bệnh dịch nữa bởi vì là nó khó đợt này là đức thầy nói là người đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại gió cu lập bụp mặt nước biển lô nhô lặn hợp chim đua bay cá lại tranh mồi ngọn thủy triều nô nước sụp sôi bầu trái đất một phen lương chuyển hay là bây giờ bà con cô bác cứ thấy đó là nó khó dừng lại khi mà chúng ta nó đang nó đang đánh ầm mà mầm bên kia mà kêu nó dừng lại nó dừng không được thì nó phải đi thế nào cũng phải là đi tới hoài đó quý vị bởi vậy là khắp bắc nam khí trời mù mịt lộ không người nhà bích ngõ ra thì quý vị thấy các nước ngoài bây giờ là thôi Nó quýnh thành phố tan quang bình địa hết bây giờ các cái nhà cho lớn cho tiền nhiều để cho bỏ chơi bơm xuống nữa bỏ nếu mà nó làm phước thì cái phước đó nó che chở họ họ có thể tránh được cái đại nạn này nhưng mà họ là vô phước của gì chúng vô phước đời này dốt nát người khôn ngoan chỉ dẫn mới là thưa ừ. bà con cô bác cũng như là không biết cách để tu hành sao tránh khổ được Bây giờ lo chạy giặc không là ăn đói đói khổ mà bội chiến tranh nữa còn nếu mà bệnh dịch mà nó tràn tới nữa thì dân chúng khó thảnh thơi quý vị trời tây chúng nó hùng hào đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn đó bây giờ ở bên đó là nó hùng hào lắm thảm cho trẻ hài nhi liệu điệu vợ xa chồng bận biểu thế lương không trần dài gió dạng xương không trần này dài gió dạng xương Chưa ban ham báo hùng cường đua tranh còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi hay là sấm giang thì lộ bản vàng thì nói tới đây thì quý vị biết là nó nữa nó sau này là nó ó ré một nơi là ở đâu quý vị biết rồi đó sấm giang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới khắp tràn tới thi chữ thi gần chữ sầu bi bị ham của báo ly kỳ máu rơi chừng đó mới trời ơi đắc hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dạy ngu chữ sang danh vọng như mù đi đêm quý vị hay là thắt sơn tiếng nổ quy cổ diệt kim cũ cũ y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chư ban hàng phục hay là khắp thế giới binh lương cựu túc quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau thương nhân sanh tuôn giọt máu đầu đồng lòng bác ái động tình rơi nước mắt tiếng ai bi thở than díu dắt khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu người bạo ngược thừa có nguy thủ lợi thì à, ở bên kia nó đánh với nhau nói chung là cũng vì danh lợi không quý vị nhưng mà quý vị với bà con á là máu đào khắp nước khổ vô cùng này. nam việt dân tình mãi thung dung là máu đào ở bên trung đông á khắp nước là khổ vô cùng như Urena nó khổ lắm Nhưng mà dân tình Nam Việt dân tình mãi thông dung Bởi vì chúng ta đây còn im Cho nên chúng ta còn thông dung Chứ chưa Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh Có nghĩa là lúc này đang im Mà không dám lo niệm Phật tu hành Để nước đến trơn mới nhảy đùng Để nó tới chuyện nữa Thì quý vị thấy đó Là nếu mà Trung Đông mà nó khởi chiến rồi Thì bên mà Biển Đông này Nó khởi chiến nữa Thì rồi đó như tứ thánh đang nói là biển đông sống dậy là cuộc đời lao đao lò rèn thiếu thép rèn dao thiếu nồi lúc đỉnh hết thao bán nồi chợ đen vốn một lời mười gạo châu củi quế là người than gian giải bô xá sánh ngàn vàng kẻ lối người lại lan tràn chợ quê thì à, đã thấy lộ cơ trời báo ứng rồi quý vị thì dáng tu hành dáng niệm phật chứ để sau này quý vị ha là ông ba ông nói là thương ba năm không chợ nhóm chiều nhà không người ở niệm nhiều nam mô thay không lấp mà để phơi khô không nước uống nam mô đạo nào hay là sao sao đến việc sơn băng kiệt thủy đó, khùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảnh áo não để sao cho xiết thì à, bà con cô bác thấy đó mình sẽ có một cái trận cũng là dữ dằn lắm quý vị là mình ở đây nè có một trận dữ dằn lắm chưa bằng là ở thế giới nó sẽ dồn về đây luôn là những vị tiên tri trước là nói là sau này là thì ông nói là tổng định hòa người tới dãy đầy thiền chèo mát nước tới rài kiến an thì quý vị đó là thấy là ông ba ông nói là kiến an nè thì quý vị thấy kiến an là là ở chủ quyền chợ mới thì sao dồn về đây đông dữ dằn mà đói bệnh đói chết dữ dằn luôn thì ông ba ông nói như vậy đó bà con bà con nghĩ sao hay là đức thầy đã xuống đây nhiều lần nhắc nhở cho chúng ta mà chúng ta không chịu tu cho nên đức thầy mới nói là bút lông dẹp giới diễn nghiêng thế vào bút sắt khùng riêng mực tròn lằng lằng thế đạo si mòn nền xưa nếp cũ hãy còn mấy ai nên ta thở vắng than dài cúi đầu lại phật niệm hoài mấy câu dứt trần mang bộ sòng nâu trong ngày chư quốc chư hầu tỉnh tâm đừng gây chinh chiến ù ầm để gây hạnh phúc mà tầm phật tiên quý vị ta bà thì cảnh u phiền duyên trần cấu kết quan khiên báo đền chiều qua thấm thốt giường tên hót dòng cương tỏ có bền được đâu hay là ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão vì thời cơ đã đến là đức thầy nói rõ ràng lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan ta đây tuy không thể đem phép Quậy linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên thì quý vị đã là lặt vô cái cuốn là thì dân giáo lý toàn bộ á, là ở cái bài sứ mạng của đức thầy á, thì quý vị coi rồi biết bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng quân là mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay chữ phù dân phú quý nay mai luôn di chuyển dời qua đổi lại hay là khổ với thảm ngày nay có mấy quý vị sợ mai sau dùm thấy bay hồn bây giờ là có nhiều người người ta thất nghiệp ở sài gòn bình dương về người ta nói rồi giờ nó đợi bây giờ ta nói luôn ta nói là bây giờ thất nghiệp bây giờ màn cái gì cũng không được cho bán cái số bán ế đó, quý vị thấy nó mấy mới vậy đó người ta nói là sao mà nó đợi nó khổ dữ vậy người ta than dữ lắm rác ruột hết trơn bởi vì đức thầy nói vậy chứ sau này nó còn dữ hơn quý vị ổ với thảm bây giờ nó có mấy đâu sợ mai sau dòm thấy nó bay hồn luôn thì chắc đó là đói dữ dằn luôn bệnh đói là nó không có giặc chiến tranh ở đây nhưng mà bệnh đói lắm dồn về đây đói lắm thì nếu mà chúng ta không có ráng niệm phật ráng tu hành đó, thì không có phước đức thì nó khó trải qua đại nạn của kỳ biến thiên quý vị là ông thanh sĩ ông nói như vậy đó ông tư sĩ ông thanh sĩ ông tiên tri nhiều đoạn nghe cái bằng cũng ghê gớm lắm vậy ơi ông nói là ta cầm ngọn đuốc đó mà thiêu ổ kiến lấy đá to mà luyện trứng gà chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia sống chết trứng gà nát không kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy diệt cuộc tẩy trần xem thấy hải kinh thay bèo sát bọt đinh ninh nhiều tha quả xé chúng sinh tử nạn trời héo mặt gà vàng cũng vắng đất châu mài thỏ trắng bạc tinh nhìn vào đại nạn chúng sinh quỷ thần còn phải thắt kinh với hồn bởi vậy là cuộc sanh tồn kỳ chót tài không hơn đức ở con đức ti không thấy mà còn tài ti rằng rộ mà mòn như cưa bởi vậy là khuyên bà con cô bác đó, hãy ráng lập công bồi đức nhất là những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì sau đây nhiều chuyện dị kỳ dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai like hết bà con bởi vậy là mình trưởng phước ấy, cao dừng nào là tốt chừng nấy đức thầy nói là người tu hành kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền niềm ơn nghĩa con đền dứt nợ ao sen báo tây phương đua nở chờ chúng sanh niệm phật trí tâm ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm được tâm phát bồ đề vững chắc giữ đừng cho ma dương dẫn dắt thường nhớ câu đại lực đại hùng thắng thất tình giữ vẹn đạo trung trừ lục dục chớ cho ô nhiễm thập tam ma diệt bằng trí kiếm rứt xong rồi thì vô sự thảnh thơi biển hồng trần lao lý diệu dơi xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt thì à, nó còn dữ dằn lắm bà con Ông nói là nước kia lửa nọ tưng bừng Thảm cho thế sự Lẫy lừng nặng tay Thời cũng tại không ai tu niệm Cứ lẳng lơ ngạo bím khoe khoang Đến nay là buổi tay khoa tràng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân Hay là mặt nước biển lô nhô lặng hợp chim đua bay cá lại tranh mồi Ngọn thủy triều nô nước sụp sôi bầu trái đất một phen lưu chuyển bởi vì mình bây giờ ráng ăn chay niệm phật làm lành bởi vì là chúng ta mà trải qua ngày qua ngày thì nó khổ bởi vì quý vị thấy đó, bây giờ là trời sáng ra kế lại thấy chưa năm cũ đó rồi qua năm mới 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay chữ phù văn phú quý nay mai luôn di chuyển về qua đổi lại thì à, nói thiệt chứ bà con theo tôi nhìn nhận nha là bây giờ người ta lấy cái phước mà ta tạo lại cái tội tại sao mà nói câu như thế này bởi vì người ta có cái phước người ta mới có tiền có của là giàu từ phía trước là người ta đã tạo rồi nhưng mà người ta không biết tu hành bây giờ đem cái phước đó đem cái tiền đó mà ăn chơi phè phỡn hay là sát sanh hại vật thì đem cái phước đó mà tạo lợi cái ác sau này nó sẽ bị đỏ còn nếu mà đem tiền của dư giả đó bố thí làm hiền làm lành chi bằng làm phải chuyện thơ ghi lời của gì thì những người đó thì sau này sẽ tiến lên cõi thượng quân thánh đức từ ánh sáng mà ra ngoài sáng luôn như vậy nó tốt hơn còn bây giờ là dư giả lo ăn xài trà rượu sình sàng chừng khổ não phàn nàn căn số lời truyền sống như bài toán đố ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ trồng bông kiển giống chi hưởng nấy thì à, ông thanh sĩ cũng nói luôn là ăn chanh muốn ngọt ngào không được làm giữ mong có phước khó thay một cùng với một là hai trồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm đó à, đức phật cũng nói xưng một hạt giống gieo thu gặt nghìn thóc mễ thế gian tạo giữ lành quả báo y như thế như vậy thì thấy rõ ràng nhân nào thì quả nấy đúng y rồi quý vị. Người trong hạ giới chớ khi mà lầm nam nữ hãy hồi tâm hướng thiện, trẻ già nên tu luyện sớm chiều, bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu đừng về cực lạc dắt dìu nhau đi. Thì mình thì cơ hội nó thiệt chứ quý vị là những người mà bây giờ mà có giàu có ha. Những người đó là cơ hội dữ lắm. Còn những người mà không có tiền, có của nhưng mà cũng có cái dẫn có cách bố thí phước cũng sanh vô lượng quý vị đó là bố thí một cái câu niệm phật bố thí cái câu nam mô a di đà phật bởi vì chúng ta niệm phật là chúng ta là lúc ngay lúc đó là nó không còn tưởng nhớ chuyện khác nhưng mà đức phật nói một câu là niệm một niệm phật là phước sanh vô lượng đúng quý vị. lễ một lễ phật là diệt tội hà sa như vậy thì chúng ta niệm một câu niệm Phật thành lòng bằng lấy các cung trời các bảy báo ở các cung trời mà đem cúng dường một vị Phật là phước nó lớn như vậy là ông thanh sĩ ông nói là tất cả tấm lòng thành gồm vào một niệm Phật khi niệm ấy phát lên gian rền trong trời đất rừng mê trái sạch không biển khổ lấp bằng mặt chỉ trong cái quốc nhiên thấy rõ tam thế Phật Đức Thầy cũng khuyên là mình phải ráng niệm Phật Nghèo hay giàu gì cũng phải ráng niệm Phật Đức Thầy nói là Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành Cầu linh hồn cho được giảng sanh Đây chỉ rõ được đi nước bước Thì quý vị bà con thấy đó Nếu mà chúng ta không có niệm Phật Ngày qua ngày đi quay qua một ngày thì mình chúng ta cũng già đi giờ có một ngày chúng ta cũng chết nhưng mà kiếp này qua rồi thì khó làm kiếp người lợi lắm quý vị vì các thánh nói đời trước đã nói là một khi để kiếp qua rồi đầu thai trở lại làm người khó thai làm người được là mai muôn thở vì đời xưa đã có nghiệp lành ngày nay quyết chí tu hành tức là sẽ được trở thành phật tiên quý vị thì phải cố gắng niệm Phật tu hành nếu mà không tu được cũng phải tu bởi vì là những người không có duyên nói không có duyên hay là có duyên gì cũng phải tu bởi lý do là cơ hội là chỉ có một lần này thôi không có một lần thứ hai may mắn là nó khó quá có, có hai lần lắm quý vị thì tự giờ khuyên bà con ráng niệm phật ăn chay làm lành để làm gì thì tránh qua đại nạn kỳ tới đang diễn ra ở đây cái thế giới này nhất là bệnh hoạn đói khổ là chiến tranh nếu mà phước chúng ta lớn hàng ngày chúng ta niệm phật cho nhiều thì niệm phật có bốn thằng linh thường thường bảo hộ bên mình mẫu khang thì à, niệm phật từ xưa tới nay đó là niệm phật bệnh tật tiêu tan đó quý vị thì à, nhiều đoạn mà các ngài đã viết là niệm phật nó nhiệm màu vô cùng có nhiều vị là niệm phật mà thoát nạn là cực kỳ là là nhiều luôn thời kỳ này hay là bệnh hoạn đủ thứ nhưng mà ta nhờ niệm phật mà ta thoát khỏi thì quý vị đã nghe trên mạng cũng nhiều có nhiều vị đó là bị nổi u nổi nhọt hay là bị ung thư mà ta niệm phật riết từ từ uống nước cúng riết cũng hết nó quý vị thấy đó là, là phải đức thầy nó là hãy lo thuốc thang khẳng giái phật trời nguyện sửa lòng ắt phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xã đắng thần minh công bình trực dạ đâu ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước ấy cơ báo ứng chẳng biết thân còn ton chứa đựng quả bất lành chưa trả dây thêm quả bất lành chưa trả mà dây thêm nữa bởi vì cầu cho đời sống lặng gió im đặng bá tánh an nhàn tu niệm thì à, bây giờ là khuyên bà con niệm phật ăn chay làm lành để chi sau này là hội long hoa tới đây đức thầy nói là theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng năm non là chúng ta trưởng phước cao là như có hiếu cha mẹ ông bà phải ráng giữ giới nhất là thầy giữ tám điều răng cấm thì chúng ta sẽ được theo thầy để mà đi coi các nước khỏi hàng năm non nhất đó mà là quý giá lắm quý vị Nó thiệt đó, nếu mà quý vị mà thấy cảnh đó rồi là là nếu mà quý vị là hối hận cái lúc mà mình đang sống ở đây là mình không chịu bố thí không chịu làm làm cho nhiều là mình thấy được cái cảnh đó một cái là mình hối hận vô cùng mà cũng không được đó quý vị nhất đó đã qua rồi khi trống đã nổ lên rồi thì uh, sấm nổ rồi thì ta góp bài thi rồi không còn để cho học sinh thi nữa cho nên chắc đó là như đức thầy nói là mãi để chờ sấm nổ gian thinh e bá tánh ăn năn đã muộn thì tới đó mình hối hận cũng đã muộn màng rồi quý vị chắc đó là tu hành bố thí chắc đó là cũng ai 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 cần quý vị chắc đó là là không của cải quý vị tiền bạc quý vị không xài được thì quý vị chắc đó là cho ai cần quý vị đó bây giờ là lúc này là đang đói khổ thì mình ta cho thì nó tốt thì à, gặp cơn mưa ta hãy cho tơi á, lúc hạn nắng từ bi giúp nón thì đức thầy nói như vậy thì chắc này người ta đang đói khổ hãy giúp cho cho cái đói mới nhầm đó đến lọn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng phật bự chẳng làm phước để làm hung dữ rồi vào chùa lại phật mà trừ Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư dụng tâm ý chứ không dụng vật thì quý vị mà nếu làm phước được theo này theo thầy để mà hội năm năm non long qua đại hội tới thì người nào có phước lớn người nào tu giỏi thì giấc đó sẽ vô bốn thẻ để mà coi các tiên hội hàng quý vị giấc đó thấy nhiệm màu một cái nghe để sao phật hát tỏ tường cho xem đúng quý vị cải lương tuần ấy cũ mềm tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn nhảy lui nhảy tới lăn xăng làm tuần mèo mã thiên nhân cho đời hạ quân lòng dạ đổi dời bây giờ khổ não đến đời là đây ráng nghe là dạy của thầy để chừng đến dịp kiếm thầy khó ra tây phương thì lại quá xa nên ta mới nói cạn lời văn nghe thì bà con cô bác nó tới mà lúc đó rồi quý vị là nếu mà muốn đem ra bố thí nữa thì chắc đó là muộn rồi quý vị đem giác đó là muốn tu nữa thì nó đã quá muộn rồi thì giác đó là lập đời trở lại như đức thầy nói là khắp lê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng quân, thì lập lại thượng cổ sau này là người sống tới muôn tuổi là mới chết nhưng mà những mẹ đứa con những người sắp thác tự biết liền mang xác vào rừng ngồi dưới cây rồi tự bỏ thân đắc liền đức tự chôn lấy xác hay là muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung lời đức thầy đã nói như vậy cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với giặc quần lai bổn tánh đó mới biết ai là phật thánh ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà đồng hát câu phụ tử khải ca chúc chăm họ muôn nhà thảnh thới bồ đào rượu thánh trà tiên nhất đó là như vậy đó mình hưởng thụ đó là muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung nhất đó là quý vị thấy là mình là phước ở đây bây giờ nhỏ tu ít nhưng mà hưởng được cái phước nó lớn to tác như vậy như là ông thanh sĩ nó hạ quân trời phật xả tù rồi niệm một tiếng phật phật bù 10 câu có nghĩa là một tiếng phật thôi là phật bù thêm tới chín câu nó thành 10 câu đó quý vị tiếng mãi lớn nhưng mà không chịu tu thì thôi vừa rồi nhưng mà không tu á thì khổ lắm nhưng mà tới cái đời thượng cổ quý vị nó nói thêm là cái đời thượng cổ quý vị nghe <laughs> Để chia sẻ thêm chứ không phải nói gì Nhưng mà tôi đây chỉ là mong chia sẻ cho bà con hiểu được Để mà buông bỏ dáng lo tu hành niệm Phật Để mà chúng ta bước lên cái cõi thượng quân Thánh Đức Thì tới cái thời thượng cổ á, <laughs> Sau này là một người chồng Là có Có thể nhiều bà vợ Cũng có một người vợ Nhưng mà vợ là đẹp cũng như tiên Cũng như ông thanh sĩ ông nói Là thằng tiên cũng chẳng dám đến so căng nữa quý vị Thì sau này là người nữ đẹp cực kỳ đẹp cũng như tiên vậy đó không thua gì các vị tiên ở trên trời thì người nam cũng vậy tướng của bằng phong độ vô cùng người cao tới ba mét mấy quý vị tới giấc đó thì đức thầy nó đến đó ta mới mừng cười nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân thiên hoàng mở cửa các lăng địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần coi thử có mà hay không nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân quý thì à, quý vị thấy nếu mà tới đó là nhiệm màu quá mỗi nơi đều có cội long hoa dưới cội thường có đức phật đà vì sanh chúng nói ra pháp bảo mẹ đấy con nhiều người đắc đạo quý vị nhưng nó đắc đạo vô số kể là có lục thông bay dạo khắp nơi nhất đó là quá im mà nếu muôn năm gì chúng ta là muôn năm như vậy là chúng ta là động lạc có nghĩa là sum hợp hoài mà không bị chia ly quý vị bây giờ là một năm cái ăn tết quý vị bà con là sum là hợp gia đình lại cái qua năm mới cái đi chia tay đi màng ăn thì hoài như vậy nhưng mà thượng cổ sau này là quý vị khỏi đi màng ăn là có đầy đủ hết thì giấc đó là cơm thì có lăn gạo thì có lăn về nhà còn cây thì nó mọc ra những cái quần áo cho quý vị mặc là có ăn có mặc đầy đủ không bị thiếu gì hết bởi vì sau này là khỏe dữ lắm nhưng mà người vợ với người phụ nữ sau này là cũng khỏe luôn là sanh con nó không có uh, sanh như bây giờ là đau khổ nữa thì sau này là ta tới bây giờ là 9 tháng cưu mang bồng nhẫm còn sau này sanh ra là biết đi biết nói biết thưa luôn thì con người là sau này là nó thông minh chứ không phải là như bây giờ đâu quý vị thì à, quý vị đã, những cái chia sẻ cho tôi hôm nay cái thời cái thời lượng nó cũng quá dài. Cho nên à, tôi xin kết thúc tại đây và có điều chi sơ sức mong quý vị là bổ chứng cho thành thật biết ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.